Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta đang đến với những hình ảnh trực tiếp từ sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng. Trước mắt chúng ta sẽ là những diễn biến trong khuôn khổ vòng đấu thứ 2 của giải bóng đá vô địch quốc gia Nuticafé V-League năm 2018. Một trong những trận đấu đáng chú ý nhất ở vòng đấu thứ 2 này. Trong hiệp 1 của trận đấu thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ thi đấu ở bên phía phải màn hình của quý vị khán giả và trận đấu đã bắt đầu. Trên màn hình của quý vị khán giả đó là bố của tiền vệ Lương Xuân Trường, ông Lương Bách Chiến. Trên sân nhà mùa giải năm ngoái, câu lạc bộ Hải Phòng đã có 7 chiến thắng, 3 trận hòa và thua 3 trận. Nguyễn Phong Hồng Duy, cơ hội phản công cho cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng Nguyễn Phong Hồng Duy đã để bóng quá dài và mất bóng. Tình huống lên tham gia tấn công của Anh Hùng. Vẫn là các cầu thủ Hải Phòng. Dứt điểm từ xa. Thêm một tình huống dứt điểm nữa của các cầu thủ Hải Phòng. Người dứt điểm là cầu thủ mang áo 26 Nguyễn Vũ Hoàng Dương. Đã có những khoảng trống nhất định. Khu vực giữa sân của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai và của câu lạc bộ Hải Phòng đã rất tích cực tung ra những tình huống sút xa. Đầu tiên là cầu thủ mang áo số 26 Hoàng Dương và sau đó Quang Huy cũng đã có những tình huống tiếp cận. Trận đấu đã diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên và những tình huống va chạm diễn ra liên tục, khiến cho các cầu thủ hai bên bị đau và cần sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Người bị đau lúc này đang là tiền vệ Tuấn Anh. Trên băng ghế dự bị của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có những cầu thủ như Minh Vương, như A Hoàng và Rimario. Châu Ngọc Quang cũng là một cầu thủ có thể được tung vào sân nếu Tuấn Anh không thể thi đấu. Tuấn Anh mới bình phục và rõ ràng với những trận đấu hoạt động nhiều, va chạm nhiều cũng sẽ khiến cho cầu thủ này có những ảnh hưởng nhất định. Ở mùa giải năm ngoái khi mà Tuấn Anh chấn thương, trong khi đó Lương Xuân Trường vẫn thi đấu ở Hàn Quốc thì Châu Ngọc Quang và Minh Vương là hai tiền vệ thi đấu rất nổi bật trong màu áo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Châu Ngọc Quang cũng đã có được 5 bàn thắng. Tuấn Anh đang nhận được sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Và có vẻ như câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ phải có sự thay đổi người. Tiền vệ Triệu Việt Hưng là người đang khởi động và rất có thể sẽ được tung vào sân nếu Tuấn Anh không thể thi đấu. Châu Ngọc Quang cũng đã khởi động. Tuấn Anh đang rất đau sau tình huống va chạm vừa rồi. Văn Sơn. Bây giờ là Văn Toàn. Cơ hội cho Công Vượng. Tình huống dứt điểm đáng chú ý đầu tiên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Triệu Việt Hưng đã vào sân để thay cho Nguyễn Tuấn Anh. Sau hơn 20 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu thì hai đội đều đã phải có những điều chỉnh. Mặt sân không được phẳng ở sân Lạch Tray cũng khiến cho các cầu thủ gặp phải những chấn thương sau những tình huống va chạm. Chúng ta đã thấy rất nhiều lần ở trong hiệp đấu đầu tiên các cầu thủ bị đau và cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế.
Trong hiệp đấu đầu tiên thì Đặng Văn Lâm không phải làm việc quá nhiều, hay nói đúng hơn chưa phải tung ra bất cứ một tình huống phản xạ. Cơ hội cho các thủ Hải Phòng đã có bàn thắng, đã có bàn thắng dành cho câu lạc bộ Hải Phòng, bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Nó xuất phát từ một tình huống phát bóng của Đặng Văn Lâm, những tình huống truy cản không thực sự tốt của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, và Diogo Fagan đã có bàn thắng. Bàn thắng số cho câu lạc bộ Hải Phòng, bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới cho câu lạc bộ Hải Phòng, và bàn thắng mang tới bầu không khí sôi động ở trên khán đài của sân vận động Lạch Tray. Các cổ động viên đã được ăn mừng ngay ở trong những phút đầu tiên của hiệp 2, thì đã có nhiều cơ hội câu lạc bộ Hải Phòng tạo ra, những cơ hội đến từ việc cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã không thực sự quyết liệt trong những tình huống phá bóng, những tình huống phối hợp không thực sự ăn ý của hàng phòng ngự. Và Diogo Fagan đã thoát xuống rất nhanh, một tình huống dứt điểm chéo góc sở trường của Diogo Fagan, và anh đã có bàn thắng. Không phải là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai không có cơ hội, nhưng lúc này họ chưa có được may mắn để có bàn thắng gỡ hòa, và cũng là bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Vẫn còn thời gian để cả hai đội tìm những bàn thắng. Hơn với hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hải Phòng. Và bây giờ sẽ là một bóng đạt rất nguy hiểm. Quang Huy là người phạm lỗi. Quang Huy có lẽ là đang cố gắng để vượt qua những chấn thương để có những tình huống cản phá. Anh đã phải nhận một thẻ vàng. Một phạt nguy hiểm khi đứng trước bóng là Xuân Trường và cả Vũ Văn Thành nữa, những người hoàn toàn có thể thực hiện những tình huống dứt điểm tốt ở góc sút như thế này, một góc sút thuận lợi cho những cầu thủ thuận chân phải. Xuân Trường có thể sẽ là người dứt điểm, và cũng không loại trừ khả năng đó là Văn Thành. Giờ thì các cổ động viên của câu lạc bộ Hải Phòng đang hy vọng rất nhiều vào Đặng Văn Lâm. Góc sút là Xuân Trường rất đẹp, quá đẹp, quá đẳng cấp. Một đều cho Hoàng Anh Gia Lai, và đó là câu trả lời của Xuân Trường. Không có cơ hội nào cho Đặng Văn Lâm cả. Quá đẳng cấp với pha dứt điểm vừa rồi của Xuân Trường. Bàn thắng đầu tiên của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay, và là bàn thắng đầu tiên của Xuân Trường sau 2 năm thi đấu ở Hàn Quốc. Niềm vui của các cổ động viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, và có lẽ là sự hài lòng của huấn luyện viên Park Hang-seo với cầu thủ trụ cột của mình. Không có cơ hội nào cho Văn Lâm cả. Một cú sút đi quá nhanh, và với Văn Lâm anh cũng đã phán đoán nhầm hướng dứt điểm của Xuân Trường. Một đều, hai bàn thắng đều rất đẹp. Và vẫn còn cơ hội để cả hai đội có thêm những bàn thắng. Có lẽ là cả hai chưa muốn dừng lại với những cơ hội mà họ đã tạo ra. Quý vị khán giả có thể xem lại những bàn thắng rất đẹp ở trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai qua ứng dụng VTV Sport của Đài Truyền hình Việt Nam, cùng với đó là website thetao.vtv.vn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tình huống đáng chú ý này. Tình huống dứt điểm ngay của Anthony Steven, vẫn là Anthony Steven. Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã bọc lót tốt trong tình huống vừa rồi. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và câu lạc bộ Quảng Nam đã kết thúc, và SHB Đà Nẵng đã có màn ngược dòng ấn tượng với hai bàn thắng trong hiệp 2 để giành chiến thắng trước đương kim vô địch của giải với tỷ số 2-1.
Ở những phút cuối thì câu lạc bộ Hà Nội cũng đã nâng tỷ số lên 2-0 trong trận đấu với sổ số Kiên Thiết Cần Thơ. Và nếu giữ nguyên tỷ số này thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ dẫn đầu giải vô địch quốc gia. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm rất đẹp mắt của Lương Xuân Trường. Như vậy là trận đấu đã khép lại thưa quý vị khán giả. 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Một bàn thắng cho câu lạc bộ Hải Phòng với người ghi bàn là Fagan. Và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay với tình huống dứt điểm đẳng cấp của Xuân Trường. Một trận đấu mà chắc chắn là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có nhiều ghi chép và có nhiều đánh giá tốt về những cầu thủ như Xuân Trường, như Đặng Văn Lâm. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, buổi tường thuật trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai làm khách của câu lạc bộ Hải Phòng ở vòng đấu thứ hai của giải bóng đá vô địch quốc gia của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo.